thanh xuân của mỗi người đều gắn liền với sân trường, với phấn trắng bạn đen, với những người bạn ríu riết cùng cắp sách đến trường, cùng nô đùa sau mỗi buổi tan lớp. Thế nhưng, thời gian có lẽ chẳng kỳ vọng một ai, bởi chỉ vài cái chớp mắt thôi những khoảnh khắc tươi đẹp của thời học sinh sẽ chỉ còn là dĩ vãng, là những kỷ niệm đẹp. Ngày còn đi học, nhóm bạn nào cũng hứa với nhau rằng sau này nhất định sẽ họp lớp, cùng nhau ôm hết những kỷ niệm xinh xắn nhất. Thế nhưng, rời đế nhà trường, buồn quay công việc, mưu sinh đã cuốn những đứa trẻ năm ấy đi xa nhau, đến nỗi khi nhìn lại có chút tiếc nuối. Vậy mới nói, quãng đời học sinh trôi qua như một cái chớp mắt, ngày xưa vốn nghĩ rằng kỳ thi tốt nghiệp còn ở xa lắm, thời gian dài đằng đẵng. Ấy vậy mà, ra trường, những người từng cùng bàn, cùng tổ cũng đường ai nấy bước, đến lúc bắt gặp lại thì đã hơn 50 năm cuộc đời. Câu chuyện họp lớp sau 50 năm của các ông các bà khiến nhiều người xúc động. Sau mấy mươi năm khi cuộc sống đã ổn định, tóc ai cũng đã điểm mối tiêu, da ai cũng có thêm vài nếp nhăn nhúm màu sương gió thời gian thì họ lại muốn bắt gặp lại những người bạn cũ, muốn được hàn huyên bên nhau ôm lại kỷ niệm thời học trò. Mới đây, những hình ảnh trong buổi họp lớp của các cô chú trung niên sau 50 năm ra trường đã được chia sẻ lên mạng xóm hội khiến nhiều người xúc động. Tài khoản tờ chia sẻ câu chuyện trên mạng xóm hội như sau, họp lớp 50 năm sẽ như này đây à. Khâm phục các ông và bà quá. Có người đã mất, có người thất lạc và giờ còn nhiêu đây. Trang Đơn Dương, Lâm Đồng 8 tháng 10 năm 2019. Lớp đệ tứ đến đệ thất 1966, trường trung học Đơn Dương cũ nằm ở đô thị Rang bây giờ, ngay dốc quận. Sau 50 năm ra trường, đã có những thành viên đi xa mãi mãi nên nơi ở được thành viên lớp ghi dọn dẹn cõi vĩnh hằng, bạn cùng lớp cực kỳ yêu thương tiếc gây xúc động. Kèm theo đó là hình ảnh chụp lại bạn dạng danh sách ghi tên và nơi ở của các thành viên trong lớp, như một cách để các ông các bà kiểm lại sĩ số của lớp. Thế nhưng, đáng xem xét hơn cả chính là cột địa chỉ ghi nơi ở của 5 thành viên trong lớp khiến nhiều người xem xét. Bởi nó chẳng phải là một tỉnh thành hay đất nước nào xa xăm mà là dòng tiết yêu thương dành cho chính những người bạn của mình. Cõi vĩnh hằng, bạn cùng lớp cực kỳ yêu thương tiếc, là những dòng chữ ngăn nắp được viết trên cột nơi ở của 5 thành viên lớp đệ tứ đến đệ thất 1966. Sau mấy mươi năm, ai cũng có cuộc sống riêng bôn ba khắp nơi để chăm lo cho gia đình của mình. Có những người còn khỏe mạnh, có những người đã yếu hèn đi vì bệnh tật, nhưng cũng có những người đã rời xa người thân, xa đồng đội ra đi mãi mãi. Dù thế, nhưng trong danh sách họp lớp 50 năm sau ngày ra trường vẫn có tên của họ như một sự tưởng nhớ. Bởi trong lòng những thành viên khác của lớp họ vẫn luôn sống, luôn nhớ về nhau và ghi dấu những kỷ niệm đẹp. Khi bắt gặp lại nhau, bất đột dòng kỷ niệm sống dậy, sừng sững như chưa bao giờ nhặt phai trong tâm trí họ. Những thành viên khác của lớp họ đã bắt gặp lại nhau sau 50 năm ra trường để ôn lại kỷ niệm xưa. Ngay sau khi câu chuyện trên được chia sẻ lên mạng xóm hội đã khiến nhiều người xúc động bồi hồi. Một vài người dùng mạng không khỏi bồi hồi suy tư bởi đã vô tình bỏ dở những buổi họp lớp sau ngày ra trường. Thật sự xúc động khi thấy các ông các bà sau năm thập kỷ vẫn có thể tìm thấy nhau để ôn kỷ niệm cũ dù mỗi người ở một miền tổ quốc. Dù chẳng thể bắt gặp mặt nhau, nhưng những thành viên lớp đã đi xa vẫn được ghi tên lên đầu danh sách như một sự nhắc nhở họ sẽ mãi nhớ về nhau. Chúc ông bà sẽ có thật nhiều sức khỏe và sẽ còn nhiều buổi họp lớp như thế này nữa để ôn lại những kỷ niệm năm nào, tài khoản giờ. Lời chia sẻ. Chỉ mong 30-50 năm nữa những người bạn của mình cũng có dịp đoàn tụ, vui tươi bên nhau như này thôi là mãn nguyện rồi. Họ có tuổi, tóc đã bạc, da đồi mồi, thậm chí có thể quên cả tên nhau nhưng chỉ cần bắt gặp nhau nói đôi ba câu chuyện là bao nhiêu kỷ niệm xưa lại ùa về. Thật ngưỡng mộ các ông bà. Một bạn khác bày tỏ.